Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành quyết định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới. Theo đó, thì bắt đầu từ 0 giờ ngày 24 tháng 9, toàn thành phố sẽ áp dụng chỉ thị 15, trừ 9 phường của hai quận Ninh Kiều và Cái Răng thì vẫn thực hiện chỉ thị 16 đến 0 giờ ngày 1 tháng 10. Yêu cầu người dân không được tự ý di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố. Người dân ở nơi đang thực hiện chỉ thị 16 không được di chuyển vào nơi áp dụng chỉ thị 15, trừ các trường hợp cấp cứu y tế và các trường hợp đặc biệt khác. Cần Thơ tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, tạm đóng cửa các chợ. Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, trong những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang ngày càng được kiểm soát tốt, số ca F0 ngày càng giảm, tập trung chủ yếu ở các khu vực phong tỏa và khu cách ly.